Vụ án xe cũ. Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì em lại có một chiếc xe kiểu dáng nhỏ gọn, di chuyển trong phố linh hoạt, rất đáng để anh chị và các bạn quan tâm và cân nhắc lựa chọn về chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G, sản xuất là năm 2021, mô đồ 2022, có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Với bản này thì nó là phiên bản thấp nhất của phiên bản Cross rồi. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu cần thông tin cụ thể về chiếc xe thì có thể liên hệ kết bạn Zalo, em sẽ gửi chi tiết cụ thể cho các bác có thể tham khảo. Với chiếc xe này thì một dàn lốp liền đời, sơ cua chưa hạ, rồi là bác chủ cũng đã lên cho chiếc xe hệ thống cam 360 và một số tiện nghi option ở bên trong chiếc xe để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm đầy đủ. Em mời anh chị và các bạn qua Auto 31, địa chỉ đơn vị là số 3133 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm anh chị nhé. Với bản thiếu thì nó sẽ không có trang bị cốp điện cũng như một số cái tính năng option ở bên trong chiếc xe. Các bác có thể tham quan giúp em về những đường nét về keo chỉ đinh tán của chiếc xe để có thể đánh giá được là xe nó có bị đâm va hay tai nạn gì không. Anh chị và các bạn nhìn qua những cái chi tiết em quay đây. Khi anh chị và các bạn mua những chiếc xe cũ thì mình để đảm bảo an tâm thì mình lên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check lại, kiểm tra, đảm bảo an tâm, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn, ngập nước, mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này và tránh được những cái điều rủi ro không mong muốn. Tổng thể của chiếc xe thì em cũng luôn quay rõ ràng đầy đủ chi tiết từ những cái phần mấu nối hay là những chi tiết sơn si dọc thân xe, các đường nét chi tiết bên trong nội thất của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham khảo và đánh giá tổng thể với em. Đấy, những đường nét của nó thì vẫn rất là hoàn hảo, từ những chất lượng mép nối, mép cản, hệ thống bóng đèn hay là những phần sơn si, thông số kính của chiếc xe, tất cả thông số đều liền đời hết. Những điểm để đánh giá được xe có bị tai nạn hay là đâm va không em đều quay đầy đủ rõ ràng cho các bác có thể tham khảo. Thông tin thông số về chiếc xe thì mình có thể truy cập ngay tại web oto xe hơi.com để xem lại thông tin cụ thể những cái chiếc xe mà anh chị và các bạn đang có nhu cầu cần tìm, hoặc là mình có thể tham khảo giá thường xuyên hàng tuần. Em đều có cập nhật trên web để anh chị và các bạn có thể nắm bắt được thông tin rõ ràng. Bên phần cánh cửa đây là với những phần con ốc, bản lề và những cái phần keo chỉ, đinh tán, cột kèo. Bác chủ thì cũng nâng cấp cho chiếc xe bộ thảm trải sàn thôi. Hệ thống ghế da màu đỏ, lúc em nói nhầm là màu đen, anh chị và các bạn thông cảm giúp em. Đấy, với ghế da đục lỗ thông hơi mang lại cái sự thoải mái cho người ngồi. Các chi tiết về trần xe. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về cái không gian khoang lái của chiếc xe để xem nó có những cái tiện nghi gì. Đấy, cửa gió, điều hòa, hàng ghế thứ hai cũng được trang bị đầy đủ. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ có ở phần cánh cửa như là những cái chi tiết là keo chỉ là để kiểm tra xem nó còn nguyên zin hay không. Rồi đến những phần táp ly, phím bấm chức năng để anh chị và các bạn có thể đánh giá rõ là xe nó có sử dụng nhiều không, vì cái khu vực này là khu vực sử dụng nhiều nhất của chiếc xe. Đến những cái phần vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, tuy là bản thấp nhất nhưng mà nó vẫn trang bị cho anh chị và các bạn đầy đủ những cái tiện ích như là set cruise hay là màn hình được nâng cấp lên màn hình Android, cũng như là một số cái tiện nghi option khác nữa. Với bản đủ của nó thì nó sẽ có thêm các chức năng như là phanh khoảng cách, rồi là hệ thống cảnh báo lệch làn này và cảnh báo vượt trên gương, một số tiện nghi option khác nữa. Đây là những cái chi tiết tổng quan về phần cột kèo của chiếc xe hay là các thông số của chiếc xe, về năm sản xuất và xuất xứ của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham khảo. Một chiếc xe cũng khá là đẹp, vẫn trang bị đầy đủ những tiện ích như là hệ thống ghế chỉnh điện này, vô lăng tích hợp này, rồi là phía sau vô lăng là cụm đồng hồ hiển thị thông tin, vòng tua và các thông số an toàn. Với khối động cơ của chiếc xe, nó sử dụng khối động cơ máy xăng 1.8. Với bản V thì nó cũng vẫn sử dụng là máy xăng 1.8. Còn bản cao cấp nhất của nó là bản HV. Bản ấy nó sẽ sử dụng động cơ xăng lai điện 1.8. Và chiếc xe này thì hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá nó chỉ còn khoảng hơn 700 triệu một chút thôi. Thông tin cụ thể chi tiết thì các bác có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi thông tin rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Cuối năm rồi nên cái xe khi lấy về thì đều đã để lại nguyên tình trạng là nguyên mộc, lấy từ nhà khách anh chị nhé, nên các bác có thể xem rất là rõ ràng. sau khi mà anh chị và các bạn xem cảm thấy ưng thì em sẽ mang đi dọn dẹp để anh chị và các bạn có thể nhận được cái chiếc xe trong cái tình trạng nó hoàn hảo nhất tại thời điểm anh chị và các bạn nhận xe. Một chiếc xe rất đáng để anh chị và các bạn cân nhắc về chiếc xe mộc mạc khi đánh từ nhà khách về đến cửa hàng. Em xin cảm ơn.